vui luôn á, sợ thua lắm á. Nó hồi hộp lắm nhưng mà chơi hồi thấy quen. Đó là tất cả những gì mà du khách cảm nhận được khi đến thăm vườn quốc gia U Minh Hạ và trải nghiệm những trò chơi chỉ có ở đất Cà Mau. Em về Cà Mau thì lần thứ ba rồi chị, nhưng mà em về mà trải nghiệm bơi xuồng mà bơi đua nữa là lần đầu tiên á, mà cũng lần đầu tiên mà cầm dầm mà bơi kiểu này luôn á chị. Mấy chị bơi giỏi không, bơi làm không có lại. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều hoạt động mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp cùng vườn quốc gia U Minh Hạ tổ chức. Mục tiêu là từng bước đưa loại hình du lịch sinh thái rừng biển đến với du khách gần hơn nữa dựa trên những lợi thế sẵn có của địa phương. Du lịch sinh thái rừng biển cũng chính là định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới của tỉnh Cà Mau, nơi có cả hệ sinh thái rừng ngập ngọt và ngập mặn. Tỉnh Cà Mau trước tiên bảo tồn, giữ gìn và tôn vinh cái nét đẹp của cái hệ sinh thái. Thứ hai là tập trung đầu tư cái hạ tầng để tạo điều kiện để khai thác cái du lịch sinh thái ở hai cái vườn quốc gia của tỉnh Cà Mau. Với nỗ lực đổi mới cùng nhiều tuyến giao thông kết nối đường bộ, đường không, Cà Mau đủ cơ sở để hiện thực hóa được mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai.